Chào mọi người đi mấy đứa. Chào các bạn. Rồi xin chào các bạn đã đến kênh Núi Sâm TV của chúng mình nha. Hôm nay kênh chúng mình sẽ tổ chức cho cái cuộc chơi. Cũng như các bạn biết không, hồi xưa giờ có chuột chạy vào ô đúng không? Nhưng các bạn không biết ở núi Sâm mình có con quái thú sống rất là lâu năm rồi. Đó, bây giờ bữa nay mình sẽ lấy con quái thú này ra cho nó chạy vào ô. Mà nó chạy vào ô nào á thì sẽ tương ứng với hình phạt hoặc là phần thưởng với ô đó. Cuộc chơi như thế nào thì mấy đứa đã biết chưa? Dạ biết. Cuộc chơi cũng đã coi trên mạng khá là nhiều rồi, nhưng chúng mình sẽ làm lại cho nó hấp dẫn hơn thôi. Rồi chuẩn bị đồ nghề đi. Rồi chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Dạ. Rồi coi cho tôi hình phạt phần thưởng rồi. Đây là cái gì? 20k. Đây là cái gì? 20k. 20k. Một tạc. Của con là gì? Của con một tạc với lại tỏi. Tạ. Của con bim bim. Của con là gì? Bim bim. Bim bim. Nước mắm. Có con sting. Sting. Ớt. Gấu bông. Đâu, gấu bông đâu? Gấu bông. Dưới là gì? Chanh. Rồi ok. Quái thú nó đang nằm trong đây nha các bạn. Đừng có động nữa nha. Nó cắn hết á. Phần thưởng chúng ta là ở đây. Gồm có gì đây? Đây, hình phạt. Nước mắm. Sting, gấu. Gấu bông nha các bạn. Bim bim đầy đủ loại luôn. Quá tuyệt vời. Con quái thú đã được nằm trong cái thao này các bạn. Mà quái thú này mạnh lắm, mấy đứa nhỏ này nó giữ không nổi đâu. Cần phải có anh Chí Tài lực lưỡng mới cầm được nha các bạn. Rồi bây giờ ai là người đầu tiên? Làm. Rồi Vinh. Rồi nó coi nó sẽ chạy vô nào. Im lặng nha. Để sẽ dạ. Ok, đồng ý rồi, giật đó. Cầm nó ra thầy. Rồi. Cái gì? Chị Tiên. Ok. Mấy bạn ơi, mình vô với mấy bạn ơi. Rồi đi, rồi cầm cho chị Tiên đi rồi, ok. Thắng không? Rồi ok đây. Đây là vị khách sẽ chơi tiếp theo đây. Rồi ok. Rồi với đại. Vô hả? Vô Bích. Vô Bích, Bích, hiểu không? Mọi người ơi, đúng, kè, quá nhiều đồ ăn rồi. Bim đây, một cái. Bim bim không? Bim bim trước. Bim bim trước, bim bim trước. Rồi, nó bút cái bim bim đúng không? Rồi. Chập đẹp. Đang lấy bim bim. Lấy bim bim anh. Bỏ một chén bim bim luôn á nha. Một cái rồi con. Người thích bảo bánh nào lấy bảo bánh đó. Bim bim nữa bạn. À, người thứ ba tiếp theo đó là ai? Dạ tới con. Rồi ok, con ngồi xuống đây. Rồi. Người mẫu tài đem chó vô. Ok. Rồi ăn đi. Rồi đây, bớt bớt. Được rồi. Dạ, để thầy cho. Bớt, mình thích ăn gì ăn. Ừ. Rồi, chấp đi, chấp chết, chấp chết. Sướng rồi, mồ hôi chảy rồi đó, đó là đã đó, đó ở quần quại đó, bắt đầu ca ra đâu đó, bung bung lỗ tai đó nha, rồi bắt đầu rồi quéo tai quéo chân đấy nha, rồi cắn quá cay mấy bạn ơi, cáo không nổi luôn chứ. Rồi tiếp theo là ai? Người chơi tiếp theo. Bạn. Rồi chào các bạn đi, mình chào bạn. Rồi Thành. Rồi Thành. Rồi ok, mời người mẫu tài dắt dắt quái thú vào đây. Ừ, đứng đây. Vô con. Kéo vô giữa đây này. Bích. Rồi đó, rồi muốn làm gì làm. Mù tạ. Rồi, ok, kéo ra. Đó, hay rồi. Ôi. Kéo ra. Nghe nói lộn. Trời ơi, Thành ăn mù tạ kìa các bạn. Cái miệng của tôi sẽ không chịu nổi. Chết được đây thì tôi sẽ chết. Chút xíu à. Chút xíu à. Cái mù tạ này chút xíu à. Nha, là lên tới não rồi con ơi. Tránh ra cho Thành hình phạt.
đây là miếng mù tạc ha, đưa cho bạn, các bạn coi đây Thành. Đây nè, đưa mấy ông quay nó tính nè, rồi cục mini đó nha. Mà con Thành ăn như thế nào đây? Ăn như thế nào? Dạ. Cố gắng lên, không sao đâu. Hồi quá. Cố gắng lên. Đúng. Rồi, đưa cái mặt lên. Nước này rồi tới người chơi tiếp theo đó là ai? Đây người chơi tiếp theo đó là Việt rồi, mà người mẫu tài nhất trời ơi nhìn thấy ghê hằng kìa. Rồi mà người mẫu tài em vô bít hiểu không? Bít con hiểu không? Rồi thích ăn vàng. Việc mù tạc đó các bạn. Việc sẽ chuẩn bị. Không chuẩn bị thi hình án nha các bạn. Lấy nước cho tao. Mù tạc nha các bạn. Đâu mù tạc đâu. Rồi ok, đây Việc chuẩn bị thi hình án nha các bạn. Ôi trời. Để coi Việc sẽ thưởng thức mù tạc như thế nào. Dở á. Vậy chịu hết nổi rồi các bạn ơi. Rồi vậy quéo rồi lên tới não rồi. Vậy đó không phải, rồi vậy đó bỏ chạy. Rồi tới ai đây? Châu, đứng lên chào các bạn đi Châu. Chào các bạn. Rồi ok, Châu ngồi xuống. Rồi mà người mẫu chiếc tài đem quấy thú vào. Chưa, từ mình chúc bim nè. Ok con. Rồi người chơi tiếp theo đây. Dạ tới con. Con tên gì? Dạ con tên Bo. Rồi ok Bo. Rồi. Như cũ người mẫu tài đang em quấy thú vào. Để ăn lên không? Ăn vô. Rồi xin. Rồi xin tên. Rồi tới ai tiếp theo? Để con. Rồi thân chào mọi người đây con. Chào bạn. Rồi ok. Rồi lôi mít vô. Tỏi con. Rồi mít xoay vòng tròn đi. Cho mít xoay vòng tròn đi. Rồi xoay vòng tròn đi. Rồi mít muốn đâu? Quá đã rồi. Nuốt vô. Rồi, nuốt vô nha, không phải không được nha, không được nhả nha. Để chúng tôi coi thằng nó thi hình án. Chạy luôn rồi bạn ơi. Kỳ quá à. Cái miệng không rồi. Miệng không mùi tỏi luôn rồi đó. Nói thôi. Cái miệng không mùi tỏi. Rồi, chuẩn bị tới nhí. Nhí đó, lên chào các bạn đi. Chào các bạn. Rồi, ok, ngồi xuống. Rồi, cho anh Tài dắt bít vô. Rồi, xoay vòng tròn đi. Xoay vòng tròn đi. Rồi, quay. Đúng ý rồi. Ngon nước mắm nè các bạn. Như các bạn hâm mộ đó, trời ơi. Nhí đứng ra đây. Nhí đứng sát tường chuẩn bị thi hình án đó. Đây đây nước mắm cho chị Nhí rồi. Quá ngon mấy bạn ơi. Nhìn mình nhìn mình thèm quá mấy bạn ơi. Mình nhìn mình thèm quá à. Để cho Nhí đây. Mình uống nước mắm nha các bạn. Rồi ok. Trời ơi, cái trận này mình đi lâu quá, nhanh quá.
rồi. Nhanh quá chơi rồi, rồi. Rồi. Nhanh quá chơi với tao được còn một thêm một vòng nữa rồi không chơi. Ok, rồi có ai đồng ý không? Dạ đồng ý thì giơ tay lên. Ok. Rồi chế thấy cái trò chơi này vừa chạy qua thì cũng khá là nhanh. Nhưng mấy con yêu cầu nữa thì chế cho một vòng nữa nha. Dạ. Ok. Người tiếp theo đầu tiên của vòng thứ hai đó là Bo. Ok. Chào mọi người. Rồi chào các bạn đi. Rồi. Mà anh Tài dắt siêu mẫu Bích vào. Xây vòng tròn cho các em chiêm ngưỡng về cái vòng ba của Bích đi. Rồi, Bích ăn gì ăn đi. Rồi, xì tim. Có gì kéo ra. Xì tim mấy bạn ơi. Lấy được xì tim nha các bạn. Quá bò bữa nay quá hên nè các bạn ơi. Bò được 2 chai xì tim luôn. Rồi. Quá hên luôn các bạn, mình được 2 chai xì tim luôn. Rồi ok, quá im. Bích nó quá mệt rồi, Bích nó nói ăn xích nó mệt luôn rồi kìa. Mọi người tiếp theo của vòng 2 đó là Tiền. Rồi. Chào các bạn. Rồi ok. Đưa vô anh Tài. Đưa Bích vào. À, Vy Gan chơi là bạc đúng không? Bích, được không? Rồi vô. Bích. Rồi. Mấy cái chơi được chơi. Chơi chơi gì con? Ăn đi. Đi sao xui vậy giờ lớp nhỏ ăn hai lần luôn kìa bạn ơi, tiền khóc luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi tiền. Tiền gây khóc luôn rồi các bạn ơi. À, ác chưa kêu chơi vòng hai vô dữ vô rồi khóc luôn. Quá ăn hai chứ ớt hai lớp luôn. Mua hai chai gì lên. Ăn hai chai gì lên. Ăn hai chai ớt luôn. Ăn khóc luôn à, ăn mà tới khóc luôn à, ác với tiền. Ác với tiền quá mấy đứa ơi. Sao con không tiền cho một các bạn ơi, con có nó muốn chơi vòng ba luôn. Chơi chứ. Hoàn thành cái chúng ta chưa có hoàn thành cái vòng 2 nữa mới có vòng, làm sao nghĩ tới cái vòng 3 đúng không? Vòng 2 thấy tiền nó khóc thấy ghê không? Ok. Người tiếp theo, người thứ ba tiếp theo của vòng 2. Ok Thanh, rồi. Chưa từ từ. Rồi mời anh Tài dắt người mẫu Bích vào tiếp tục. Bích là người gieo bao nhiêu nỗi sầu cho tiền. Đây Bích là người gieo bao nhiêu nỗi sầu cho tiền. Bích làm gì đây? Bích nói được rồi. Bỏ chạy luôn Bích. Im lặng đi con. Ô, mình được à. Mình hên quá các bạn ơi, mình được 20 ngàn các bạn. Rồi ok, cảm ơn con. Rồi người chơi tiếp theo đó là mà anh Tài dắt Bích gieo nỗi sầu cho bao nhiêu người nữa, đem vô xây vòng tròn. Bích đứng đây. Bích đi vô xây vòng tròn đi. Rồi 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 buông. Bích đứng đây. Rồi Bích vô. Bích vô đây rồi. Bích vô. Bích vô rồi. Rồi bim bim Bích nha. Mày được 2 bịch bim bim luôn. Bim bim trâu được 2 bịch bim bim. Còn Bo sẽ được 2 chai xì tin. Tiền được 2 chứ. Quá đã. Rồi trâu. Mình hơi mới bạn mà chúng bánh đây nè. Rồi okay. Rồi tiếp theo đó là bạn. Đó là Thanh. Ok. Dẫn vô anh Tài ơi. Mời anh Tài dẫn vô. Xin mẫu đi vô. Rồi kéo vô. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi đứng. Rồi rồi rồi. Định ăn gian hả? Rồi cắn này mới chuẩn nè. Ngay vô cho các bạn xem cùng coi coi. Rồi rồi. Rồi quéo rồi. Ok chưa? Rồi quá hay rồi.
Rồi tiếp theo nữa. Đó là mấy bạn, quay lên tới mình nha mấy bạn. Ok. Quay để rồi mà anh Tài đi vô. Bích đi rồi. Rồi xây dựng trận Bích đi. Rồi ok, buông. Bích, ăn cái này là Bích, không mặc rồi. Ăn này là Bích, Bích. Tính bạn cái này là Bích. Im lặng, đừng nói rõ. Đúng rồi. Wow, quá hay. Hên rồi, Vinh lại quá hên rồi. Đây là phần thưởng của Vinh đây các bạn. Mình được 20 nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn nha. Nhớ đăng ký cho mấy bạn. Nhớ đăng ký kênh Nước Xăm TV nha các bạn. Rồi, người chơi tiếp theo của vòng 2 đó là... Tới mình nha các bạn. Rồi, ok, Diệp. Vô anh Tài ơi, đem Bích vô. Mấy Bích thịt này ăn xúc xích no luôn rồi. Hỏi ăn cơm luôn ha. Hỏi ăn cơm luôn ơi Bích ơi. Rồi xây vòng tròn cho Bích đi. Rồi sẵn luôn. Rồi Bích ăn nhầm, Bích ăn nhầm. Tập trung nha, cho Bích lượng nha các bạn. Bích đừng lượng nha. Bích, sao quất cái đuôi vô đây hả? Bích đừng lượng nha. Đây luôn. Vậy hôm nay quá lên rồi các bạn ơi. Sao bữa nay im nữa người ta. Thì tin hai chớp một người thì hai cái mụ tạc luôn rồi vậy phải việc đau đớn rồi kìa rồi ai gì đau đớn cái con không ăn luôn á không muốn ăn ăn gì hình phạt rồi phải chịu để con trúng tiền thì con cũng con được hên sao rồi em miếng nhỏ chơi ok miếng nhỏ là mụ tạc nha mấy bạn. Đây là mụ tạc nha, bạn yêu cầu miếng nhỏ đó, ok không? Miếng này nhỏ nha, nãy miếng nãy bự. Rồi bỏ vô. Mụ tạc nha các bạn. Khoan, nhìn nha. Rồi. Mụ tạc nha các bạn. Ok, mặt mày quá khủng khiếp rồi. Dứt đi, bình tĩnh lên, cố gắng lên. Cả team sẽ tin việc sẽ làm được, đứng chọn. Bảo Việt. Anh Tài quá. Hãy nói cảm xúc cho quay đứng đó đi nói cảm xúc cho các bạn coi ăn hai cái mụ tạc cảm giác như thế nào vậy vậy nặng lắm các bạn ơi khủng khiếp quá hả trời ơi nồng quá vậy hết nổi vậy thảm hả các bạn vậy thằng này quá thảm rồi người thảm thứ nhất đó là tiền nha các bạn người thứ hai nhọ trong ngày hôm nay đó là Việt nha bạn thảm nha rồi coi coi Thành có may mắn hay là nhọ nữa đây chúng ta tới mừng nha bạn rồi ok tới Thành rồi mà anh Tài dắt cái siêu mẫu Bích vào rồi xây vòng tròn đi người mẫu Bích rồi buông cái chỗ này rồi vô quá rồi tỏi à không may mắn cho Thành nữa rồi Thành vừa áo hoạo rồi Thành áo hoạo rồi ơi ôi bên đây đi bên đây đi bên đây oh my god mày được lắm mày được lắm cho bạn bè hỏi là con có hặn con Bích lắm không? Hặn rất là nhiều. Vậy chuẩn bị qua cái cuộc chơi này là chúng ta sẽ có một cái bữa bạc ti là ăn thịt chó nha. Ok rồi Thành đồng ý ăn thịt chó nha các bạn. Rồi đây hình phạt thi hành án cho phạm nhân Văn Thành ăn cục tỏi. Cắn ra đây. Ăn chút xíu xíu thôi bạn. Rồi ăn đi. Ăn tới đâu hay tới đó. Cắn dai vô. À, mạnh mẽ lên nhấm nha phải gạt rồi tiếp tục người chơi cuối cùng của vòng 2 này để kết thúc cái game show coi đó là thị nhí ok rồi mời anh Tài đem Bích vô coi thị nhí có may mắn không Thị Nhí trong này quá mờ nhạt, không biết chị Thị Nhí có may mắn không? Nãy chị Nhí quá nhạt nên chị Nhí uống nước mắm cho nó lạc, cái cho nó đậm đà chứ. Ớt nè. Mù tạt, bữa nay Nhí quá may mắn rồi các bạn ơi. Nước mắm pha với mù tạt thì ăn cực kỳ bét luôn. Quá tuyệt vời rồi, mời nữ phạm nhân Thị Nhí. Lên thì anh án một ma một tạc ít thôi chơi ít thôi chơi vậy là được rồi đi được rồi ăn hết ít là vậy được rồi ít vậy là được rồi đúng không cục nhiêu thôi là cũng đủ lên tới não rồi đó các bạn
Rồi cho chị Nhí thì các bạn ơi, mình ăn bùa tạng ngay các bạn. Ok. Rồi bỏ tay xuống, nhìn vô ống kính. Rồi chị Nhí nó bỏ chạy rồi các bạn ơi. Vậy bữa nay con ăn cái bùa tạc. Hai cái bùa tạc. Dạ. Một cái tỏi, một cái bùa tạc. Trời ơi, cái tỏi cái tạc. Còn mình một chai Steam 20k. Trời ơi trời. Vừa được chơi game mà có 20k trọng giá Steam thì còn gì nữa. Quá sướng rồi mấy bạn ơi, mấy bạn. Nhìn bữa nay quá may mắn rồi các bạn ơi. Còn nhà mình thi được 2 chai Steam. Trời ơi. Bo được mấy chai? Dạ 2 chai. Quá tuyệt vời, bo được 2 chai. Sao bim bim mấy bạn? Hai bim bim luôn còn. Số hồi xưa chúng chớ cái trái tỏi bạn ơi. Số sao? Chúng chơi ớt chơi tỏi. Ớt chơi tỏi hả? Quả xùi không có phần thưởng nào luôn. Mình bim bim với 20k các bạn. Trời ơi thanh quá hơn rồi bạn, coi đây đây. Mình ai chứ. Mình ai chứ hả? Khóc luôn các bạn ơi. Còn chị Nhí. Còn mình một lòng nước mắm một lòng bột tạc. Quá vậy là ngon rồi đó, quá yên rồi. Cuối cùng trò chơi cũng đã kết thúc. Chào mọi người đi mấy đứa. Chào. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh gì nè. Nhớ like và chia sẻ clip cho tụi mình nha các bạn. Ok, xin chào các bạn. Bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.